Dịch Sinta bữa nay của em xuống ở nó nghe các bạn. Đây. Nó rất là khỏe mạnh luôn mà mình bữa nay được 2 ngày rồi. Mình cho nó uống vitamin nha các bạn. Đó. Ngỏng đồ có luôn nha. Ngỏng. Dịch Sim. Dịch Sinta luôn. Nói chung là cái bài này mình giao cho khách hết rồi. Các bạn muốn nuôi dịch Sinta thì các bạn cứ alo cho mình nha. Số lượng từ khoảng 200 đổ lại nha các bạn. Thấy nó mạnh không? Có ngỏng luôn, các bạn nào có mua ngỏng alo mình luôn nha. Dịch Sinta này các bạn ấm thì các bạn ấm khô dùm mình nha các bạn. Các bạn ấm thì các bạn để cái cục gạch cho nó cao lên như vậy nè, đó. Đừng có để thấp quá nó vô nó tắm. Cho nó lên nó uống nó lên nó đưa nó vừa kê cái mỏ nó vô à. Cho nó không có tắm chẳng. Con dịch nó khô là ok. Còn mà các bạn nào mà muốn hạn chế dịch ướt các bạn lấy kéo bạn cắt đuôi á. Cắt đuôi cho nó tròn lại đặng cho nó đừng có thấm nước. Nó thấm nước là cái con vịt nó lạnh. Các bạn hạn chế đừng có cho cái mấy con vịt nó tụm lại như nha. Đây này mình mới thả ra nè. Các bạn nên hạn chế đừng cho mấy vịt tụm lại nó đè lên nhau là mấy con dưới nó ngợp nha các bạn. Vịt là ấm là phải ấm nha. Bóng đèn mình che kính mình ấm mình úm cái chuồng sàn thì các bạn cứ ấm cái chuồng sàn xong rồi á các bạn để bóng đèn vô bạn cho phân nó rớt xuống á mình cũng úm chuồng sàn thì nó sạch hơn. Còn đây là tại vì mình thả canh cho cái chân con vịt nó ấm nè. Đặng hồi mình giao cho khách nha các bạn, mình đóng thùng mình giao cho khách nha. Ngỏng luôn. Dịch ngỗng, dịch Sinta. Cái con dịch Sinta này mà các bạn để ý chút xíu là úm rất là dễ. Các bạn cho nó uống nước chứ phải không? Cho nó uống sơ qua điệu cho các bạn lấy cái bình nước ra. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là cho thời gian cho nó khô lông. Là trong thời gian đó là các bạn để cho nó uống chút xíu các bạn lấy ra nữa chứ bạn đừng có để cho nó nạp ninh là nó lên nó là cái loại mà dịch mà phái nước nó vô nó làm hồi nó ướt nhẹp là một hồi cái là nó vô nó tụm lên một góc nó tụm lên lại một góc là tất nhiên nó lạnh á rồi xong rồi mấy cái con nó ở dưới đó, nó ngợp nó bị đè nó ngợp là nó yếu cho nên là mình nó phiên ra mình phiên các bạn là cho nó uống xong rồi các bạn lấy ra. Còn tối á tối các bạn có đèn thì các bạn nên để đèn. Còn nếu mà các bạn á không có biết cái nhiệt độ nó thế nào thì các bạn cứ lấy cái thùng giấy cái thùng giấy đó, các bạn cứ để một thùng khoảng vài chục con vô rồi các bạn khui lỗ xung quanh rồi các bạn đậy nắp lại không cho ăn cho uống hết. Mình làm vậy là khoảng 5 đêm thôi, 5 đêm từ ngày nhận dịch về là 5 đêm rồi xong rồi sáng các bạn thả ra như vậy. Sáng khoảng 7 giờ cho ánh nắng cho nó chiếu vô chút xíu khoảng 7 giờ các bạn hãy thả ra như vậy. Rồi các bạn cho uống nước rồi các bạn cho ăn uống bình thường như vậy luôn. Nói chung là mình phải chăm cái con vịt này cực khoảng 5 ngày đến 1 tuần lễ đầu. Rồi bắt đầu là các bạn bỏ đại là bình thường ok. Tại vì cái con thường thường cái con vịt mà nó có mẹ thì mẹ nó biết lúc nào là cái con vịt nó lạnh mẹ nó sẽ úm nó. Còn cái này là mình để tự nhiên rồi mình đâu có biết lúc nào mà nó lạnh. Bởi vì cho nên là các bạn cho uống nước xong là các bạn lấy ra đó các bạn thấy không? Nó mới uống nước xong bây giờ nó lạnh nó chồng lên nhau nè. Chồng lên như vậy là không được. Đó.
Tại này mà mình mới để ra mới chỗ nước thì nó lạnh rồi đó các bạn. Trọng như nếu mà các bạn mà nuôi vịt mà để trọng vậy là con vịt nó khỏe cỡ nào nó cũng chết hết trơn á. Tại vì nó trồng lên một lớp dày vậy nè. Còn mấy con ở dưới nó đâu có thở được đâu. Bởi vì mình bán con giống mình tư vấn rất là kỹ cho các bạn. Các bạn mà có không hiểu cái gì thì các bạn cứ gọi điện thẳng cho mình mà mình chỉ cái cách úm cho các bạn. Các bạn đừng có ngại nha. Tại vì vịt thì bữa nay mới có 2 ngày nên nó cần cái độ ấm nha các bạn. Chỗ này một hồi là nắng nó lên là ấm các bạn. Giờ mình sẽ đuổi mấy cái con này lên nha. Để nó chậm hồi mình là mấy con ở dưới là nó ngợp nè, nó chậm một đống luôn nè. Các bạn không biết đằng kia nó đâu có chậm đâu. Phải cho nó gơi gác vậy nè, đó, vậy là nó không có ngợp. Còn mà các bạn nuôi vịt á mà các bạn để nó chậm thì đảm bảo con vịt cỡ nào nó cũng chết hết trơn á. Mình còn ngợp thở đừng nói riêng vịt đây nè. Mình đuổi rồi nha. Đó, nó mấy con nằm nó mệt nó nào. Ngóc đầu không nổi luôn. Bởi vì các bạn nuôi vịt rồi các bạn hạn chế là đặc biệt là không cho nó chụm luôn nha các bạn. Không cho nó chụm. Nếu mà các bạn hạn chế cái sự chụm á thì các bạn cứ chiều tối khoảng 6 giờ. 6 giờ các bạn cho ăn uống xong xuôi hết. Các bạn cứ bắt vô. Các bạn cứ bắt vô trong cái thùng giấy nha. Cái thùng giấy các bạn khui lỗ. Rồi xong các bạn để một thùng khoảng vài chục con vô. Rồi các bạn có cái nắp đó thì các bạn lại. Còn nếu không có nắp thì lấy giải. Giải đại nha chứ không được là chùm cao su nha. Chùm cao su nó sẽ giữ cái hơi nước, nó làm cho con vịt nó không có lông, nó càng nhẹo. Nó không có được mà sôi sói nha các bạn. Mình tư vấn kỹ cho các bạn mà các bạn mua úm gà hay là úm vịt, bất cứ vịt gì cũng vậy hết á, không được cho chụm nha các bạn. Chụm lại là nó đè một hồi là ngợp liền. Còn tối thì các bạn cứ làm vậy cho mình đi, các bạn không cần úm đèn nha. Cứ bắt vô một thùng ba bốn chục con vậy đi. Rồi xong sáng khoảng 7 giờ sáng các bạn thả ra cho ăn uống nước bình thường. Cái nào mình uống nước giáp vào cái mình lấy bình này ra đó. Đó, rồi mình lấy cái bình nó ra rồi để đại vậy nè. Xong rồi. Rồi trong thời gian 2 tiếng hồ cho nó khô lông là con vịt nó không có lạnh. Bắt đầu là con vịt nó sôi sối nó mạnh, thà là nó để là để cho nó khát chứ đừng có để cho nó lạnh. Rồi các bạn nào mà có cần con giống thì alo đặt trước mình khoảng 1 tuần hoặc 10 bữa nha các bạn. Chứ nếu mà các bạn mua liền ít khi nào cũng có. Nhưng mà ít lắm. Rồi xin cảm ơn các bạn.